bồ em cầm. Đây bồ em cầm. Công đỏ đó chị. Bồ em cầm là công đỏ chị. Công đỏ đẹp lắm chị, hết rồi. Cái này của chị đó chị xả ra. Rồi ai lấy công đỏ chốt dùm Trang công đỏ nhé. Chia sẻ like lên dùm Trang lại bên chỗ Trùm Sĩ đồ bộ nhé. Em mới like mà nó bị văng. Chưa tới 2 tiếng, hôm qua thì gần 3 tiếng nó mới văng. Đang mặc là 175.000, có 3 cái đổi lại cho chị vô ơi. Các chị ơi, chia sẻ lên lại dùm em cái chùm đồ bộ nhé. Lập thẻ ba màu á chị này Vân Ngô ơi. Chị Vân Ngô ơi, hôm nay lựa đi để mà em đi hàng luôn nha. Cái màu xanh kia chị có cái màu xanh đi. Không có, còn 2 set, 3 set. Chanel cho Dương Thùy. Rồi Chanel Dương Thùy rồi. Chanel cho Dương Thùy này bỏ vô rồi. Chị, đây nè, lập thẻ này, cái này là màu vàng. Màu vàng nâu này chị, vàng nâu. Xanh với là xanh coban với là có màu xanh kia nữa. Cam hay cam? Hay cam này. Xanh coban nhá. Chứ không phải hoài ấy. Ba màu á chị Vân ơi. Vàng nâu. Xanh coban. Kim Hưng ơi, hôm qua nhớ chốt bộ gì không Kim Hưng? Với là màu cam chị lấy màu nào? Kim Hưng hôm qua chốt bộ gì không? Với là chị lấy màu nào chị? Đến chỗ em cho chị xem đầm dọc ngang đỏ sâu lưng chị. Đây. Gucci. À là Gucci đó, trời ơi, cái đầm nó đẹp lắm chị, đầm nó đẹp lắm nè. Chị lấy lập thẻ màu gì nữa chị yêu ơi? Ai vậy, ai vậy ngô? À xanh như Kim Hưng. Xanh của anh đó. Rồi. Kim Hưng, Kim Hưng lấy xanh này. Kim Hưng cho lại số điện thoại nha. Có kèm màu này nhớ xanh điện thoại kìa. Kim Hưng bỏ áo vô cho bả đi. Nguyễn Thị Thanh Trang bột trắng Chanel. Nè, bỏ vô cho chị nè. Rồi, bỏ vô cho chị. Chị ơi, đầm này là có giọt nước này. Giọt nước ở trước này, có hộp hộp chai này 108.000 đó chị, đầm Masti đẹp lắm. Lấy không? Có dùng nha em ơi, có dùng nha. Mới bộ không đồng. Không đồng bộ cho lại đi em nha, cho lại nha. Không đồng lúc nào? Hôm qua. Ủa hôm qua là chốt hôm qua mà sao mà hôm nay vô đây là chốt? Hôm qua chốt cho người khác rồi mà. Rồi không mất máy, bây giờ là chân chốt người khác rồi. Bây giờ rồi ngày mai lên chia sẻ lại nha. Rồi mình trúng, trời ơi, ngày qua là ngày qua mà tự nhiên hôm nay vô không đồng đâu ra. Mỗi ngày mỗi tháng. Trời ơi là trời. Quê không bắt phone cho nên nhân chốt cho người khác rồi. Trời ơi là đâu ra vậy trời. Rồi ai lấy chốt giùm em nha. Đầm ngu xì này, ai lấy đầm ngu xì này nha. Maxi 63-62 cái đổ lại mặt vừa. Bộ công 175.000. Đưa đây giùm em đi. Công đỏ, đâu rồi? Đây công đỏ. Con bá sẽ con đỏ này. Dạ bộ công là 175.000 nha chị nha. Chanel 175. Chanel chứ. Chanel trắng. Này con đỏ là 175. Chanel ơi. Con đỏ là 175.000 nha. Con đỏ là 175.000. Bên chụp đồ bộ chia sẻ like là giùm em nha. Rồi công đỏ 175.000. Rồi ai lấy chốt giùm em công đỏ 175 nha, sơ mi như em đang mặc này. Đó công đỏ. Vân Ngô lập thể vàng. Có đồ ông nhỏ không chị? Có đồ mẫu ông đồng. Có mẫu ông đồng. Có cổ vuông đó chị, có cổ vuông á. Đầm có Dương Thùy lấy giùm em mấy cái đầm. Lấy mấy cái đầm cố rộng ra cho chị đi. Đầm Gucci số 3 ký Kim Hương này. Công đỏ cho Thanh Xuân. Đang đỏ cho Thanh Xuân. Rồi đầm này hồng lực đầm u xì. Hồng lực đầm u xì. Rồi đầm u xì cho chị tên gì đây quên mẹ rồi. Kim Hương vừa không? Kim Hương số 3 ký vừa, cái này phong bự mà. Cái đó số 5 số 6 rồi. Kim Hương với hồng lực kìa. Cái chị gái này. Rồi đây chị ơi, đầm có hút ngực này chị Dương ơi, Dương Thùy đâu rồi? Kim Hương đây, hồng lực u xì nè. Đầm đẹp lắm chị. Có màu xanh nữa. Đầm hở ngực có mút ngực nha, đầm hở ngực đẹp lắm luôn á. Hoa văn đen với là hoa văn vàng hai màu. Chị lấy chốt giùm em nha, mẫu mút ngực rất là đẹp luôn. Cổ nó chữ V này nè, rất là đẹp. Vàng em còn hả? Ủa? Em còn 2 set, vàng thì em còn 4-5 set gì đó, 180 luôn nha. 180, ai lấy đầm hoa văn vàng với là hoa văn đen chốt giùm em nha, 180.000 cái.
sơ mi vàng cho Hằng coi. Sơ mi vàng. Sơ mi vàng. Sơ mi vàng là gì sao? Nó vàng rộng này. Vàng rộng là sơ mi tập thể này đúng không? Cái này phong rộng nha chị nha. 65kg đổ lại mặc vừa cho Trang. Lấy ở dưới đi. Đây. Chú đây dùm em qua chú Hằng. Chốt cho chị Hoa Văn Vàng nha. Meo meo này là cái đầm meo meo đó. Meo meo này là cái đầm 8 này. Đầm 8 đây. Đầm gu xì cho công đỏ chị vừa không 60kg tâm hiển nó vừa hả chị? Phải không lấy hai màu liền cùng. Lương hôm qua Vân Ngô qua có hợp thể không kìa. Vân Ngô hả? Rồi đây chú. Xả đầm ra gì vậy? Cho hai con. Gì? Con rất là tí á, đập thể á. Cái đơn hồng lực đâu rồi? Xả ra tay dài chị không có lấy. Sunny. Ủa chị em đâu có lai tay ngắn đâu chị. Sunny. Rồi em tay dài. Con đỏ lấy cho Tâm Nguyễn đi 60kg vừa. Yêu mèo. Con đỏ đâu rồi? Đây. Có đơn. Con đỏ lấy cho Tâm Nguyễn kìa. Rồi đang lấy. Rồi cái đầm này Dương Thùy lấy không? Đẹp lắm Dương Thùy ơi, đẹp lắm. Trời ơi đầm này. Đầm này đẹp lắm luôn mấy chị. À cái đầm này có hoa hồng xanh luôn. Hoa hồng xanh đâu giùm em đấy. 180.000 cái đầm nha, mấy chị mua bên ngoài 260.000, không thiếu một xu. Em nói thật, những cái đầm này mấy chị mua bên ngoài 260.000 nha. Cái gì? Đầm gu xì số 3kg. Chị Mưa em chốt cho chị rồi. Chị em số điện thoại chưa? Đây nè, đây nè. Rồi ai lấy đầm hoa văn đen còn 2 cái nè. Rồi, đầm hoa văn xanh. Đẹp chưa? Trời ơi cái này mà mấy chị mặc đi tiệc em nói thật luôn, nó sang lắm mấy chị. Em nói thật luôn á, những cái đầm này mấy chị mặc đi tiệc rất là sang luôn nha. Này rất là đẹp luôn này. Đó ai lấy đầm có mút ngực nha. Đẹp lắm, lấy đi mà mặc cho nó thật. Rồi tình yêu nào lấy chốt giùm em đầm hoa văn xanh nha, chốt giùm em. Dương Thùy có lấy không? Kêu đầm hở ngực thì tôi lên cho bà đó. Rồi đen còn 2 cái này, 180. Rồi qua mẫu luôn. Con đồ của trên nha, bà Phạm. Rồi, trên nha. Sơ mi hoa vàng cho Hằng Quân. Sơ mi hoa vàng Hằng Quân kìa. Bà Hằng Quân này. Hoa vàng sau kìa. Cái này không có bỏ ra lập thể đó. Hoa vàng bỏ rồi. Sơ mi hoa vàng có một lập thể khác chứ. Hoa vàng kia kìa. Hoa vàng sơ mi ta dài con nút quá. Không cần đi. Bà lấy hai bộ. Hoa vàng mới lập thể. Thì lấy cái chi? Rồi, bỏ rồi. Thì lấy hai vàng đó, hai bộ đó. Nè chị comment này coi đúng không đó. Nè cho nêu cảm giác nè. Ok Bình Dương nha, cái đâu tâm của Bình Dương nha. Rồi lên sơ mi mã sang giùm em nha. Sơ mi không có ống nhỏ chị. Lên sơ mi mã sang cho em. Cô để ý nha, ngày nào mà khách ít là thì nó lộn xộn, nó mệt kiểu sợ. Đăng hoa băng đen cho Thùy Dương. Dương Ngọc. Con đen sau lưng kìa. Rồi chốt giùm em mã sơ mi, mã sang. Đăng sang cho Linh Ngọc Bích Nguyễn này. Đây. Tôi giùm em cái nước đi chờ. Này, Ngọc Bích Nguyễn này. Chốt giùm em mã sơ mi mã sang nhé. Sơ mi sang. Ở đây. Có dung nha chị. Có dung cái gì cũng có hết mấy chị. Cứ từ từ rồi chăng lên từ từ. Hoa vàng như Dung Ngọc luôn. Hoa vàng vàng như Dung Ngọc. Rồi sơ mi Trang đang mặc là sơ mi mã sang. Chị nào lấy kèm số điện thoại cho Trang. Chị Nguyễn hợp thể. Thì này chị em mới đưa nè. Nè cầm. Nè chị ba màu nè chị lập thể nè. Quần dài tay ngắn. Kèm áo ống luôn. Cái này là gì? Màu cam. Màu xanh chứ. Cái này là màu xanh nha. Màu cam. Đó. Với là màu vàng. Chị lấy màu nào thì comment màu đó nha. Xanh cam vàng đi. Xanh cam vàng. Lập thể có 3 màu đó chị ơi. Xanh cam vàng. Rồi chốt cho em bỏ cái bộ này ra nha. Mẹ cái thằng này chị muốn chửi cái mặt nó ghê luôn á. Đóng khuyên nút gì đâu mà gài không vô. Sơ mi sang vô nó chị Ngọc Bích Nguyễn. Đây. Ngọc Bích Nguyễn dùng đơn. Đầm hoa văn đen cho chị bông hồng trắng. Bông hồng trắng kìa. 180.000 đó, mấy chị nào thì mua hàng mấy nhà chị Trang có đơn kèm dùng đơn. Nhớ canh điện thoại để Trang gọi đơn nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em sơ mi da. Sơ mi da cho em, sơ mi da nhé. Chốt giùm em sơ mi da kèm số điện thoại. Lấy màu nào? Rồi ai lấy sơ mi da chốt giùm em nhé. Cái mẫu này sang lắm nè mấy chị. Nói bực mình ghê luôn á trời.
nè, bỏ bộ này ra đưa cho nó đi. Vâng, làm quần giùm em kiểm tra nha, kiểm tra khi lúc xong rồi ra cho khách xong. Mẹ nó thật sự may nhà nó lần què. Chú đòi rồi. Rồi lên giùm em semi rộng. Rồi, phí nguyện và bàn lập thể. Semi form rộng, xích đen. Semi form rộng, xích đen nha. Có kèm áo ống luôn rồi mấy chị nha. Có nguồn ống nhỏ nha chị. Rồi ai lấy xích đen chốt giùm em mã xích đen. Xích đen với xích kem hai màu. Xích đen với xích kem hai màu cho em. Đưa màu xích kem đây. Kêu nó chở cái màu nó về làm lại. Rồi hai màu cho Trang nhé. Xích đen với xích kem hai màu. Đẹp chưa? Rồi sơ mi form bóng rộng, form rộng giùm em nha. Trời ơi mẫu này đẹp quá mấy chị ơi. Em nói thật luôn, cái mẫu này đẹp vô cùng luôn. Rồi ai lấy chốt giùm em nhé, xích đen với xích kem kèm số điện thoại. 65kg đổ lại, nó như mẫu lập thể vậy mấy chị nha. Gì? Rồi ai lấy đen chốt giùm em đen, ai lấy kem chốt giùm em kem nhé. 180.000 180 kèm số điện thoại. Rồi hai màu 180. Kem với đen. Kem với đen hai màu nha, xích sang quá luôn mấy chị. Xích sang lắm. Xích rất là sang luôn. Châu Nguyễn màu đen. 65kg đổ lại mặt vừa nha mấy chị nha. Ái Vân xích kem. Rồi qua mẫu luôn. Ok ok Dương Ngọc nha. Ok chị Dương Ngọc. Chị Ngọc nói gì vậy? Lấy chị màu vàng. Máy gọi. Rồi Phi Nguyễn ơi em lấy rồi nha. Xích đen Thu Bích. Kèm số ngoại Thu Bích ơi. Cho em xin số ngoại nha. Xích gì? Đẹp. Rồi em lên xanh bi xanh của anh nè. Ủa nghe nói hồng xả ra mà đâu thấy đâu. Có hả? Hồng gì? Hồng bi hả? Không có chốt nữa. Sao ai nói đi hồng xả ra đó. Kéo xuống ra. Bi đen. Chị lấy một bộ sơ mi hoa mà. Trời ơi Hằng Quân ơi em chốt rồi. Chị đừng có phân mình nữa mà lộn nha chị. Em chốt rồi nha. Sơ mi hoa vàng không? Rồi lên giùm em mẫu. Chốt rồi chị ơi. Bi xanh. Đi Phương Thảo Lương ơi, đơn hôm qua gọi không được xả ra rồi em nha. Người thứ 8 vậy. Ai lấy bi xanh chốt giùm em bi xanh. Rồi ai lấy bi xanh chốt giùm em bi xanh nhé. Kèm số nhung vàng treo á chị. Nhung vàng treo đi em. Em bây giờ xét. Xét á chị ơi, không phải dung đâu nha chị. Rồi ai lấy bi xanh chốt giùm em bi xanh nhé, kèm số điện thoại. Không này số 3 kia đổi lại một bi xanh kèm số điện thoại giùm em. Bi xanh rồi đưa đây. Giờ là ít người này đưa nha hàng lẻ. Có nè. Bi xanh em đang mặc, ai lấy chốt giùm em nhé. Hàng lẻ phải không? Bi xanh cho Trang Nguyễn hả? Có đơn này nè. Bi xanh Trang Nguyễn. Đưa cái mẫu lẻ đây. Trang Nguyễn đưa đây. Thôi rồi mấy cái hoa vàng đó nó chưa hết tiêu rồi. Làm vàng tặng treo đi chị. Gọi có lần sau xả đơn về chị. Đưa đầm. Về ai có mình cứ chị. Đây này đầm vàng trắng này chị. Có hai màu nha. Có mút ngực nha, có còn màu đen. Có hai cái vú giả này. Đó. Ai lấy chốt giùm em. Vàng đen màu nào 180 nha. Trời ơi mấy chị mua cái đầm này mới thật form đẹp lắm. Mà mua ít nhất là phải 260.000 xếp đó mấy chị. Em nói thật luôn á. Nên nhà Trang bán chứ có 100 mấy ngàn. Chia sẻ like lên giùm em nhá. Mấy chị nào mà đang mua hàng mà chia sẻ like lên giùm em nhá, mấy chị đẹp nhá. Không có bộ đó bỏ lộn chứ đâu có đơn thanh xuân á. Em với Trang bán thấy đúng không? Lấy cho em xích đen, xích kem với sơ mi và xanh cô ban. Từ từ. Bộ bản tin nha. Hoàng tử Tiến đưa từ từ nha. Quay cái nick nha, quay cái nick đi.
À, chắc là đằng ba nè, thôi chút đi con. Không, từ tiếng nước có số ngoài nè. Từ cho chị đi. Xích kem, xích đen, sơ mi vàng với xanh cô ban. Sơ mi vàng này hả? Xanh cô ban là này phải không? Bên này nó cám hơn. Bí xanh cho hiền danh. Cầm ra. Chị ơi, gì hoàng tử gì? Hoàng tử tiễn đưa. Là xích đen nè. Xích kem. Đó. Xanh cô ban. Đó. Với là sơ mi vàng đúng không chị? Bốn bộ là cùng một kiểu nhưng mà nó khác họa tiết nha. Chị 180 ngàn nha. Phải 180 một bộ đó. Bi xanh với hiền danh 108 nha chị, đừng có lộn 50k 5 bộ dùm em nha. Em chốt đầm vàng cho Trang Mon nè. Trang Mon chốt đầm đầm vàng. Đầm trắng vàng hả? Ừ. Đầm vàng. Đầm trắng vàng đúng không? Trang ơi lấy thêm đầm gu xì không? Đầm gu xì đẹp á Trang. Lấy một cái đầm gu xì nữa đi. Đầm vàng 62kg vừa không em? Vừa chị, vừa nha. Em đóng 5 đổ lại nha. Đầm vàng này cho Trang Mon này, bỏ vô này. Bỏ vô Trang Mon đi. Nè. Trang lấy thêm cái đầm gu xì không? Rồi lên mẫu von nhá. Rồi von đen. Trời ơi von này đẹp chưa, em còn set này. Rồi. Tôi mà thấy không nhớ nữa hả bà? Ai vậy? Tôi muốn nhớ cái văn. Bà thấy cái nét. Tôi thấy cái nét mà tôi không có thấy nhớ gì luôn. Ok, chốt đầm gu xì nha. Ủa coi biết làm mua xì không? Đây. Làm mua xì cho chị đi. Đang ngon nè. Nè, chắc mới lấy đầm mua xì được. Lấy luôn ha, đầm đẹp mà, có cái giọt nước trước, có hồn chai đẹp dám ăn luôn. Này. Ôi, Phi Nguyễn. Này lấy cho bà đi. Phi Nguyễn ơi, chốt vàng rồi chị. Này đầm gu xì cho Trang Mon nè. Nè có rồi. Đâu? Đó, rồi đưa đi đưa bà Trang Mon đi. Đưa Trang Mon cái đầm gu xì kia. Ừ. Rồi. Ok ok. Rồi đó Trang Mon. Game này đó. Đây. Rồi đến hôm nay. Không nha, hôm nay là đã rẻ rồi. Vừa nha Phi Nguyễn ơi. Ủa chị ai vậy? Em không nhớ ra luôn á. Rồi ai lấy chốt giùm em mã von chân bông đen nha, 160.000 còn một set này. Rồi bây giờ là lấy mẫu lẻ nha, ai chụp được gì chụp nha. Rồi ai lấy chốt giùm em mã von chân bông đen kèm số điện thoại cho Trang 160.000. Rất là đẹp luôn. Nè đẹp chưa? Rồi ai lấy chốt lẻ giùm em nhé. Von chân bông xanh. À chân đen. Ai lấy chốt giùm em 160.000 giùm em nhé. Còn có một bộ 160. Von nha, cái này là von rất là đẹp luôn, tây loe. Màu đen kèm số điện thoại 160. Nhớ dùm Trang nha, những cái mẫu này là còn 1-2 bộ thôi. Ai mua thì chắc chắn lấy giùm em nhé. Còn không lấy thì thôi đừng comment để mình nhường cho khách mua nhé. Rồi ai lấy von đen chốt giùm em von đen 160. Lá đen ăn chân. Rồi von xanh, loang xanh giùm em này. Von loang xanh đẹp chưa? 160.000 nha Trang luôn. Rất là đẹp, mỗi thứ còn có một bộ thôi. Rồi von loang xanh, ai lấy chốt giùm em nhá. Em mặc cái bộ này vô em ngồi em like cho mấy chị. Thế nhiều lúc đưa lên mấy bạn không chịu chọn. Những cái mẫu này toàn mẫu đẹp không à. Còn mẫu giá sắc không ta? Giá sắc. Von đen hay thanh xuân? Von đen thanh xuân. Đây, thanh xuân. Còn mẫu giáp sắc không ta? Giáp sắc là cái nào vậy chị? Giáp sắc là mẫu nào vậy? Bông hồng trắng thôi, lựa cho đủ đơn nha. Rồi, von loang xanh này. Ai lấy chốt giùm em von loang xanh này, còn có một bộ này. Đẹp chưa? Đó, ai lấy chốt giùm em nha. Bộ này em còn một set thôi. Rồi loang xanh 160.000. 160. Rồi. Rồi von màu sang còn một set. Von sang còn một. Von sang còn một nhé. Tình yêu là lấy von sang em còn một bộ. Ai lấy von sang chốt giùm em một bộ 160. 160 còn một. Chứ sẽ like lên đi mấy bà.
rồi. Màu răng đen trắng. Nhỏ, ai lấy von sang còn một bộ nhá, như màu trang đang mặc luôn. Lấy sang hả? Thôi. Khăn xuân là đổi đen lấy sang này. Hết đổi đen lấy sang nha chị nè. Răng trắng này chị có cái nơi mà có cái bông bên trên đó. Nhỏ nhỏ nhá, đầm đi chị hả? Rất là đẹp luôn. Con chân đen và xanh, chân Ale rồi con chân đen đây. Xanh đang mặc rồi. Ale rồi. Cái này còn ống nhỏ, cái này là 40 tới 58 kg đổ lại nhá. Răng trắng có cái bông bên trên rất là đẹp, tay cánh dơi dễ thương lắm chị nha. Chị thấy rõ mẫu không? Rồi 108 nha chị nha. Bộ xanh hết rồi em ơi. Xanh xa không xanh xa. Con xanh hết rồi. Con xanh em chú cho chị kia rồi. Nha lên. Đây con rồi, bon vàng nè. Bon vàng cho Trang, vàng nghệ. Trời ơi màu này sang lắm luôn nè, rồi còn một set nha. Ai lấy chốt giùm em bon vàng nghệ. Kèm số điện thoại cho em 160.000. Bon vàng. Von vàng đẹp chưa? Trời ơi, von vàng này đẹp nhức nhối luôn. Ai lấy von vàng chốt giùm em von vàng nha. Còn một set, trời cái vàng này mặc lên tay lắm mấy chị. Màu rất là trắng da luôn á. Ai lấy von vàng chốt giùm Trang von vàng nha, 160.000. Ôi hàng hiếm này, von bell còn hiếm. Châu Lê. Nga Lê. Von vàng. Nga Lê von vàng, kèm số điện thoại đi mấy chị. Rồi. À mấy chị ơi, mua là phải nhớ canh điện thoại để cho địa chỉ và nhận hàng giùm em nhé. Rồi hàng hiếm lắm chị, von bell hàng hiếm tây loe như màu trắng đang mặc luôn. Ai lấy von bell chút giùm em von bell nha, hàng hiếm nha mấy chị nha. Cái này là hàng hiếm. Tình yêu là lấy hàng hiếm chút giùm em bell này, bell nâu. Hết rồi còn không xét. Đi giùm em xếp gọi đi. Ba nút. Von vàng dồn đơn cho chị ai kìa. Nga Lê chục ơi. Hết rồi chị ơi. Von bell trang mon kìa, bỏ vô trang mon. Trang mon có von bell. Rồi trang mon đây này. Để von vàng đây em chụp lại. Để qua đây em bỏ vô. Rồi hàng hiếm ngu xì nút 3 nút nha, 160.000. Trời ơi má ơi nó đẹp. Set ngu xì nút. Set ngu xì 3 nút 180 còn set. Ôi xinh quá. Mẫu này hàng hiếm nha. Còn không có máy thì em chốt cho mấy chị. Set Gucci 3 nút 180. 180 hàng 3 nút này. Rồi Gucci hàng 3 nút 180. Dạ dồn rồi, xíu cô em gửi cho chị Khánh Xuân nha. 180 hàng 3 nút Gucci. Ai lấy Gucci? 94 vừa á chị. Ai lấy Gucci chốt giùm em nhé. 94 vừa nha anh Hoa Lê ơi. Gucci hàng hiếm 180. 180 giùm em. Bộ này gần nhau như má luôn trời. Bộ này gần nhau lắm luôn á. Rồi gu xì nha. Ai lấy gu xì chốt giùm em. Mồng. Đơn hôm qua em gửi đi rồi Mộc Tuyền ơi. Đơn gửi đi rồi nha. Rồi gu xì nha. Ai lấy chốt giùm em. Trời bộ này đẹp mà mấy chị. Có cái sơ mi ngựa lại là gì vậy? Sơ mi ngựa. Rồi sơ mi ngựa đâu ra có sót bộ vậy? Trời ơi cái mã Gucci đó đẹp mà mấy chị, để mặc vô cho mấy chị coi nha. Ôi nghĩ sao mà Gucci đó mà không lấy. Gucci đó mà không lấy là chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm. Cảm ơn chị nha. Gucci đi đẹp. Hôm qua cho lộn số điện lại đó. Ai? Nguyễn Phụng đó. Ủa sao cái bên này ai đụng cái dây mà không vô vậy? Mẹ ngồi mà có đụng cái dây gọi luôn á trời. Cầm không vô kìa Ni. Nghĩ sao mà sách Gucci này mà không lấy mấy bà. Tôi thấy lạ lắm luôn á. Này đẹp quá trời đẹp luôn. Mẫu này vải này không có đâu, vải này chân đặc. Dạ hết voi vàng, in chân còn màu khác nữa không chị? Rồi Gucci nha. Rất là đẹp. Rồi sơ mi ngựa còn bộ này, 175.000. Sơ mi ngựa này đẹp giả mang không? Đâu ra có một bộ à. Rồi ai lấy sơ mi ngựa chốt dùm Trang nhé.
175. 175 kèm số điện thoại. Cô nó vào nó ra vậy? Đã chốt rồi. Mày có thấy ai chốt đó? Chưa. Đang lái lặng lặng lặng. Rồi ai lấy sơ mi nút ngựa toàn bộ 175 nha. Tình yêu nào lấy? Ở cái sơ mi ngựa này đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi ai lấy sơ mi ngựa này chốt giùm Trang nhé, một bộ thôi nè. Sơ mi nút ngựa giùm em 175 ngàn. Mẫu này đẹp lắm luôn các chị. Mẫu sơ mi ngựa này rất là đẹp. Muốn chị đẹp ai lấy hả? Rồi sơ mi ngựa ai lấy nha, 175. 175 sơ mi ngựa. Rồi qua mẫu luôn. Mà em lấy em hỏi đi, em mệt dữ sợ luôn, đau đầu giá nào. Rồi dơi nhá. Dơi xích cam em còn một bộ. Sơ mi, cổ sơ mi dơi này. Mẫu này đẹp lắm luôn nè mấy chị. Hôm nay em đau đầu quá trời quá đất. Rồi xích cam em còn một bộ nhá. 180 ngàn cho em. Bộ này hàng cao cấp nha mấy chị nha. Một bộ thôi, 180. Ai lấy bộ này cho chị. Cho chị xem cái đầm đen như mẫu đầm vàng. Đầm hai mẫu chị Thanh Hương coi luôn kìa. Là chị chốt đầm vàng đúng không? Còn đầm đen chị được là chị lấy hai màu luôn đi. Cam chị Jenny Lương đầm này. Vàng với đầm đen. Cam có xích cam với Jenny Lương. Cam với đầm 8 này đây nè. Chị lấy màu gì? Màu đen. Đầm vàng. Cho chị xem cái đầm đen như đầm vàng là hai màu luôn. Đây này chị. 52-55kg vừa von hết đó chị. Đẹp lắm cái này, đẹp lắm. Thanh Lương ấy phải lấy màu nào em chốt nha. Này, màu đen này. Em còn có 2 cái à. Em còn 2 cái. Sơ mi ngựa Duy Anh. Sơ mi ngựa đây có đơn nữa nè. Sơ mi ngựa đẹp lắm luôn mấy bà. Sơ mi ngựa trong Duy Anh. Rồi Fendi nó 3 nút. Fendi 3 nút nha. Fendi này, Fendi nâu trời sang chưa? Ai lấy Fendi chốt dùm Trang Fendi nha. 160. Fendi này đây đi có gì em chụp qua tin nhắn cho nha. Fendi này đẹp lắm nè mấy chị nào lấy chốt dùm em bộ này nha. 160 ngàn. Fendi nâu hàng 3 nút. Bộ này đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy chốt dùm em nha, Fendi nâu kèm số điện thoại. Đó. Chưa Lan bưng đi đâu vậy? Rồi chốt giùm em nha. Chữ đen màu 3 nút này, 160 này. Fendi ai lấy không? Bộ cam sơn. Bộ cam sơn. 5 mét nha chị. 1m52-53kg vừa nha, nhì Ngọc Lê nha, vừa. Vừa. Rồi chữ đen 3 nút đẹp quá trời luôn này mấy chị. Trời ơi. Ai lấy chốt giùm em chữ đen 3 nút nha, 160. 160. Phong quần ống rộng nha. Trời ơi, hàng ba nút này đẹp quá mấy chị. Mấy mẫu này đẹp không à? Fendi Jenny Lương. Fendi Jenny Lương. Này, Jenny Lương kìa. Trời ơi, mấy cái hàng ba nút này đẹp lắm. Em nói thật luôn. Lúc trước thì dành nhau, bây giờ còn lẻ lẻ kho có thứ bộ bộ à. Rồi ai lấy chữ đen nha, chốt chữ đen. Kèm số hỏi cho ta. Xanh còn một bộ chị nào lấy nha. Cho chị ba bộ lập thể này xanh đi em. Lập thể xanh chờ xíu đi chị. Chữ đen Nga Lê Dùng. Đây có một đen chị Jenny Lương. Jenny Lương, Jenny Lương có mình trước rồi. Cho chị Jenny Lương đi. Đây Văn Hoạt tiếp vào một bộ chị nào lấy nha. Đó. 160 ngàn. Cho chị coi xanh lập thể. Đây Văn Hoạt tiếp. Đó, chị nào lấy chốt đơn nha, xanh lập thể. Là Phi Nguyễn. Xanh hả? Đây nè chị, xanh lập thể nè chị. Đây. Phi Nguyễn lấy thì kèm dồn đơn thì em dồn đơn vô luôn nha, hai bộ. Xanh lập thể. Bảy ba thì quần hơi nắng xíu nha chị, trên mắt hơi mắc cá thôi. Rồi mẫu Trang Đăng mặc nè, đẹp chưa? Rồi 180 nha, màu đen. Ok Thanh Lương. Họ tiết Jenny Lương nè. Thành Lương là lấy hai cái đầm kìa, đầm vàng với đen luôn. 62kg. Rồi ok chị. Chị ơi nè, chị lấy thêm cái tay dài gucci đi chị. Tay dài gucci đẹp á chị. Hòa tiết hết rồi chị Nga nha.
Nè, lấy thêm cái ngu xì tay dài đi hoặc là hoa. Chị có muốn tay dài không? Mấy cái đầm vàng mới bỏ vô đâu rồi? 65kg 1m6 mặc vừa bộ cho đang mặc. Đây. Đưa nhìn một cái đầm tay dài hoa đen hoa da cho chị coi. Con thảo tí hết rồi chứ Giang đưa rồi nha. Hoa đen hoa da, hoa đen hoa da. Cái này chị đưa ngu xì lên. Chị, hoa đẹp lắm này chị. Đầm hoa da với hoa đen đẹp lắm này chị, lấy luôn không? Ngu xì nè. Trời ơi, mấy chị mua đầm này cho này rẻ lắm luôn. Một form bao này có 18.000 cái nha mấy chị. Mấy chị mua bên ngoài. Mấy chị mua bên ngoài nhưng mà phải 300 mấy, 260. Mấy chị mua bên ngoài chứ phải 260.000 một cái. Cho em thêm nước đi. Con sang còn không? Con sang hết rồi. Em có tay xả ra rồi thì em bỏ vô cho. Nha chị. Ai lấy sách trăm năng mặt nha. 180, 180 kèm số điện thoại cho em. Rồi. Đi được cái to gì đó. Bà xéo hả? Được. Xong lẹ. Bà ta sẽ hai bộ. Dạ, cảm ơn chị Lan nha. Ta sẽ hai bộ đây. Rồi ai lấy hòa tiết cho năng mặt nhé. 108. Còn nghe nè. Chết này còn bộ hả? Ờ. Rồi với chép cột nơ, sơ mi cột nơ. Còn bộ bông hồng hôm qua em đặt không? Không ơi. Bông hồng nào em, bông hồng nào vậy? Quay cho mấy cái cục mà hăng bó một bố thì phải có quán nó hiểu quán gì. Quay cho mấy cái nơi. Bó một cục á, hăng một rồi, cục. Rồi dứt dắt sơ mi cột nơ nhá. Sơ mi cột nơ dùm em nhá, dứt dắt còn bộ em sẽ lấy 150 nhá. 150 còn một xé thôi. Ai lấy bộ dứt dắt này nè, mặt đẹp lắm luôn, 150. Quán gì được. Dứt dắt 150. Còn trong 2 giây không, Loan Nguyễn còn chị ơi. Dứt dắt cho em. Ai lấy chứ chắc, chốt chút chắc, dứt chắc nha. Dứt chắc rất là đẹp. Cho chị xem đầm xanh qua rồi em. À đầm xanh đầm xanh á, đầm hòa tuyết xanh á. Để em coi cho thử có còn có cái bộ con nào thì em cho chị đứa quý nha. Rồi chứ chắc đang còn bộ. Ai lấy chứ chắc còn bộ. Chứ 2 giây còn caro thôi, chứ chắc cho chị Jenny luôn. Rồi Jenny luôn luôn rồi. Chứ chắc. Tính chất sĩ luôn đó. 150.000 đẹp quá trời. Rồi tà xéo này, tà xéo không bắt. Cái kìa. Hôm qua đi rồi nha. Đầm ngu xì vải đẹp. Dạ cái đầm đó là chị biết sao. Em đặt vải đó chị. Em còn 3 cây bên kho kìa. Em chưa lên mẫu gì luôn á. Rồi chốt cho em mã tà xéo xanh. Lấy lập thể xanh. Với đổi lại vàng. Chị ơi cuối cùng là chị lấy xanh với vàng nha chị. Có một bộ mình nhìn nói hoài. Thư Nguyễn xả ra không bán luôn. Trời ơi xanh vàng mệt quá. Con bộ mình nãy giờ cứ lập thể xanh xanh vàng xanh xanh. Trời tôi tới đây mệt quá. Đổi thôi xả ra đi. Rồi chốt giùm em mã tà xéo ông bác nha. Tà xéo ông bác giùm em. Thư Nguyễn nó lại xả ra đi. Thư Nguyễn xả ra một bộ đi. Nãy giờ mà cứ xanh xanh vàng vàng rồi. Đó cho chị tứ quý. Tứ quý đó, lấy quý không? Sang vàng với sang nâu đây. Sang vàng sang nâu chốt chị đi, chị hỏi đó. Sang vàng sang nâu cho ai kìa. Tứ quý. Bỏ vô đi. Tứ quý có bà xà sang vàng sang nâu nha. Hai bộ luôn á. Tôi đây chị tứ quý qua đi. Chốt nãy giờ không được á. Rồi tứ quý hai bộ cho mình. Hiền danh. Này tứ quý hai bộ quan này. Sang vàng sang nâu cho chị này. Vàng nè. Mỹ Dung Nguyễn. Nga à Mỹ Dung Nguyễn lấy bộ đăng mặt. Mỹ Dung Nguyễn bộ đăng mặt chồng đơn. Cho chị bộ hoa hồng 108 như Vi Phương hoa hồng lần sau. Hoa hồng lần sau. Hoa hồng lần sau 108 này. Lấy chị Thảo Liên. Đây. Lấy xanh cho Jenny Lương này. Chị Nga đây có họa tiết nha. Bảo vô Jenny Lương xanh này. Jenny Lương hoa hồng này của ai từ từ đi ồn quá từ từ. Hoa hồng này của ai đi. Mỹ Dung Nguyễn à, biết cả Mỹ Dung Nguyễn á. Vi Phượng kèm số điện thoại giùm em cho chị luôn. Vi Phượng kèm số điện thoại giùm em. Rồi tà xéo mát nha. Tà xéo mát, em còn công xanh. Công xanh tà xéo mát. Sao không dùng nữa mà bà cho mình. Đây còn nè. Để con vàng con nè chị. Con vàng còn nè. Thì út bông nè. Út bông bỏ vô cho bà đi. Tứ quý. Tứ quý rồi. Tứ quý hai bộ rồi. Này bóng nè, từ quý mà bẻ nãy để dơ chị coi mà bẻ là bò đâu. Không mới đưa cho ai đó. Nè hai bộ từ quý nè. Hai bộ từ quý cùng đó cho Nguyễn Thị Út Bông rồi. Rồi đưa đây. Rồi, sao bông này xanh cho ban này cho ai này má nào này. Này Vi Phượng bỏ. Vi Phượng bỏ đi con. Bỏ hết rồi, bỏ hết rồi. Vi Phượng gì bỏ hết rồi.
Rồi xanh của ban, con xanh của ban còn bộ. Con xanh ta xếp cho hoa trần hả? Rồi, con xanh đây. Hoa trần nè. Hoa bông xanh cho Jenny Lương mẹ rồi. Bên đây nè, Jenny Lương nè. Ngày trước. Rồi Jenny Lương ngày trước. Rồi và cái này là gì đây? À, hoa tiệc xanh của ban. Xanh của ban này, von xanh của ban. Anh Jenny Lương tỉnh. Tứ quý lấy một bộ vàng. Ủa không lấy xanh hả chị? Rồi, nữa. Rồi xanh cho anh kìa. Có lấy sao để xả ra? Trời ơi. Rồi ai lấy xanh của ban nhé, von xanh của ban còn một nè, ai lấy chốt thì em. Rồi qua mẫu luôn. Von xanh của ban cho Hương Phạm rồi lẻ đi cho mau. Xanh bông theo Thảo Ly hả? Rồi. Xanh bông theo Thảo Ly, xanh của ban cho Nga Lê nè. Cho Hương Phạm nè. Hương Phạm đâu? Bên chỗ Trang Trang nè. Hương Phạm. Hương Phạm nhảy cho Hương Phạm đi. Von tứ quý còn không? Tứ quý đó là nick của người ta đó bà nội. Tứ quý có lấy một sang không chị? Có lấy một sang. Thảo một sang ra đây chứ. Cháu chị hỏi Thảo Hương Thảo lấy sang không chị? Tứ quý á, Thảo một sang á, hỏi chị, tứ hỏi chị. Mi Dung Nguyễn, tứ quý, Văn tứ quý. Tứ quý là Facebook của người ta đó bà nội. Vậy luôn. Ở chị Hương Phạm có lấy sang không? Hương Phạm có lấy sang không? Facebook. Hương Phạm có lấy sang không? Tôi lấy bà cho Hương cũ. Hương Phạm này. Hương Phạm lấy sang luôn không? Còn bộ này bỏ vô luôn nha, cho đủ hai set nha. Voan, trời ơi mấy chị nhận hàng voan nhà trang mà mấy chị xin mê nó thật. Không lấy sang rồi, bỏ sang cho Hương Phạm. Rồi Hương Phạm có lấy không? Mà sang còn một. Rồi sơ mi. Đưa em mấy cái hàng cổ trù với là sơ mi gì hàng lông tơ hàng bông nhí nhí rồi anh sale luôn cho chị hai bên đi. Ờ. Đi hai bên sale la mẹ luôn đi cho rồi. Mình thấy hàng còn trong nhiều lắm mà. Thì đó thì đứng ở đây đi lấy. Rồi lên giùm em mã sơ mi chữ đen nha, sơ mi chữ đen còn một bộ này 180.000 này. À 175.000, sơ mi chữ đen 175. Ai lấy sơ mi chữ đen 175 cho Trang nha, trời ơi sơ mi nút đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Sợ bên này lá chứ. Này đẹp lắm. Hương Phạm có sang rồi thả đi. Gì vậy? Rồi sơ mi nút chữ đen giùm em nhé. 175.000 sơ mi chữ đen. Đồ cho năng mặc còn á chị, đồ cho năng mặc còn nha. Rồi ai lấy, ai lấy sơ mi nút chữ đen còn một bộ 175.000 nha. Sơ mi chữ đen 175. Còn nha Nguyễn Nhí nha, bộ đang mặc còn nha. Ai lấy sơ mi chữ đen 175 còn một bộ thôi. Rồi sơ mi cong đen luôn nè. Cong xanh. À sơ mi cong xanh. Rồi ai lấy sơ mi cong xanh em còn một luôn nhá. Rồi 175.000. Công xanh với chữ đen, chị nào lấy hai cái bộ này mặc đẹp lắm. Rồi đưa đây, đưa mấy cái hàng Trung Quốc cho Trang. Ờ, không, ờ đó, ở trên đó, ờ. Bộ nào? Rồi, đưa đây. Xích kem này là cái gì đây? Ba nút, kem. Xích kem ba nút hả? Rồi xích kem ba nút luôn nè, em còn xích kem ba nút em còn bộ xe cho chị 150 luôn nhá. 150. Còn một bộ 150. Bon xanh cho Mi Dung Nguyễn. Xích kem. Bon xanh. Bon xanh nào nhỉ? Bon xanh mọi người. Bon xanh. Bon xanh. À đây. Mi Dung Nguyễn. Rồi xích kem 3 nút nha. 150. Xích kem 3 nút 150. Xích kem. Ai lấy 150 nhé. Đưa ra. Đưa mấy hàng đó. 150 cho Trang. Bỏ đây đi. 150 xích kem 3 nút. Voi xanh. Kem cho Jenny Lương này. Kem cho Jenny Lương. Rồi gu xì, trời ơi mẫu đẹp quá. Gu xì, gu xì 150. Gu xì một bộ 150 này. Ôi đẹp quá, mẫu tay cánh dơ nha mấy chị nhá. Rồi gu xì 150 cho em. Hết rồi, còn có 1 bộ. Gu xì 150 nha. Rồi hoa trắng, trời ơi đẹp quá này. Rồi hoa trắng này 150 luôn nhé. Ôi ôi đẹp chưa. Sơ mi con xanh Dương Hiền. Còn chữ đen lấy luôn đi chị. Trời ơi chữ đen đẹp lắm luôn á. Gu xì cho Jenny Lương kìa. Gu xì hết rồi mấy má. Gu xì Jenny Lương. Bộ chị đang mặc cho Hành Nguyễn. Hành Nguyễn có đơ rồi đó. Bộ chị đang mặc có bi rất đẹp. Bên nữa đó, bên này còn đâu. Rồi cổ trụ hoa trắng nha. Cổ trụ hoa trắng. Cổ trụ hoa trắng. Xanh bông tà xéo hết rồi. Hành Nguyễn lại chị không bỏ.
cổ trụ hoa trắng này đẹp chưa? Trời ơi là trời. Tiêu này 150 giùm em nha, 150. Cổ trụ hoa trắng 150, trời đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp kinh khủng luôn. Rồi hoa trắng em còn bộ 150 cổ trụ nha. Ai lấy cổ trụ 150? Xích kem hết rồi. Xích kem lấy sơ mi được không? Rồi hoa trắng ai lấy nha, chốt giùm em. Này là gì, LV này gì? À, LV sơ mi này 150 này, trời đẹp lắm luôn mấy bà. Rồi sơ mi cột nơ giùm em nha, 150. Sơ mi LV nâu 150 cho Trang. Ồ ồ đẹp chưa? Rồi quần ống rộng nha. Sơ mi LV nâu 150 cho Trang. Trời đẹp quá mấy chị ơi. Đẹp quá. Sơ mi LV nâu nhé, 150. Tay ngắn nha, sơ mi tay ngắn 150. Xích kem 3 nút. Hết rồi. Hết rồi. Đi 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 tình yêu là lấy sơ mi beo chốt giùm Trang. Eo vì nó cho hành ly. Hành ly của đơn. Cố trụ hoa cho ông Nguyễn Trang có đơn nè. Nguyễn Trang kìa. Hoa hết rồi nha mấy chị nha, chốt cho Nguyễn Trang rồi. Hành ly sơ mi nó kèm thân thầy hành ly ơi. Rồi beo cho Trang. Hoa trắng Nguyễn Trang có rồi nha. Nguyễn Trang. Để ra tin cho. Bài. Rồi beo. Beo 150 nè, trời ơi đẹp lắm luôn. Tỷ ra hết trơn rồi. Eo 80 hả? Beo beo beo. Em đi đâu hành ly cho số thoại. Beo này ai lấy beo này 150. Hành ly. Beo 150. Sơ mi beo Nga Lê này. Beo bán lũ không đưa ra ngân hàng bán lũ. Bán lũ. Rồi chạy rồi. Beo hết rồi. Sơ mi đâu hành ly. Beo hết rồi mấy chị. Rồi lên cho Trang mã 3 nút sang. 3 nút màu sang. Cái màu này chẳng qua bây giờ là hai mỗi bộ, thứ em còn bộ. Có một bộ hai bộ em không mặc, những cái bộ này mặc lên rất là tay luôn mấy chị nha. Em cam đoan luôn, mẫu này mặc lên tay lắm. Rồi ai lấy chốt giùm em hàng 3 nút mã sang nha, 3 nút mã sang cho em, trời đẹp chưa? Hoa tiết này. 2 set. Rồi 2 set thôi. Rồi ai lấy chốt giùm em hàng 3 nút mã sang nha. Cho mình xem 3 bộ. Không lấy sơ mi không nổi, lấy sơ mi. Không lấy sơ mi không nổi, lấy sơ mi chữ đen nha em, tâm nguyện kìa. Tâm nguyện hả? Không ai tâm nguyện hết rồi. Sơ mi chữ đen 150 hết rồi em. Sơ mi chữ đen 150 là nè. Kỳ xinh lên nè. Không, cái này 180 nữa. Này lắm, lấy chữ đen 180 gì sợ chị Tâm Nguyễn này. Kiếm ơi. Lấy bỏ không đỏ ra. Xả không đỏ ra là Tâm ơi. Đổi. Tâm Nguyễn hoa sao? Nâu, quần ống nhỏ lấy 3 nút sang nha em. Này bỏ vô 3 nút sang chị đi. Rồi. Này bỏ 3 nút cho chị này. Christina Lam đổi. Đổi cái bộ áo da ống nhỏ ra. Đây. Lấy con đỏ ra, bỏ cái đen vô. Bỏ hoa da ra, bỏ cái mã sang vô. Rồi sơ mi con đỏ còn một bộ này, đưa ra giùm em đi. Em phải like lại, mấy chị thấy không? Em cực lắm. Cái gì xả ra em phải like lại, tại vì hết rồi. Em phải like lại, mệt lắm luôn á. Mấy chị xả ra em phải like lại, mấy chị thấy chưa? Nên làm bỏ gì? Bỏ gì đấy? Không, chị tắm gì thôi. Christina Lan là bỏ cái bộ sang vô, lấy cái bộ hoa da ra. Cậu nói một lần thôi. Phải là đâu có nhớ đâu. Nói lần sau ai nhớ? Tại vì nhìn cái mình lên đọc lại có gì đâu. Đọc hai lần thì được, một lần thì nhớ được. Găm máy số 2 lên giùm em đi, hết bên rồi nè. Bả lời muốn khó chịu nó. Cao 1m5, 54, 85kg không vừa đâu. Eo 85 không vừa đâu nha chị nha. Mình cầm máy mình nhìn comment chứ. Ai mà cầm thăm cho mình được. Bây giờ em cái công đỏ đi, ai lấy. Rồi sơ mi công đỏ còn một bộ nè. Rồi sơ mi công đỏ tình yêu nào lấy nha. Ai lấy chút giùm em sơ mi công đỏ. Mấy chị cứ xả vô xả ra là em like lại like hoài, mất thời gian lắm mấy chị. Điểm xả hàng cái coi bây giờ ai xả em xả luôn nha.
Ai xả em xả luôn đi cho lai lại lai vui lai hoài. Em mệt nãy giờ có người lấy công đỏ đó quá trời lấy luôn mà không có hàng. Bây giờ mấy chị xả ra với lai lại thấy chưa, rất là mệt. Hai bộ trụ rồi, cổ trụ nâu này mở sang là đẹp chưa, 58kg đổ lại đẹp chưa. Rồi ai lấy cổ trụ nâu chú giùm em nha, 150. Cái mấy bộ cái này còn mấy bộ không? Ủa thím đâu mang người thím đem em cắt ra chưa? Chưa. 50. Rồi cổ trụ nâu giùm em 2 set 58kg đổ lại. Vải siêu đẹp luôn. Được. Rồi ai lấy nâu chút giùm em cổ trụ nâu nha, 2 set nha. Set rộng rộng. Nâu này đẹp lắm nè mấy chị. Bộ ở sau giống chị đang mặc Ờ đúng rồi, Nguyễn Nhi lấy thêm bộ này luôn không? Lấy thêm cái hoa đỏ không? Crazy Lam chỉ có không đỏ là đúng không em? Quay thử bà có không đỏ chưa, bỏ quay bà đi. Có rồi. Có rồi chị có rồi. Cho mình xem ba bộ sơ mi rộng đi Trang. Ok chị, đây này chị. Sơ mi rộng này, ba màu này. Lập thể này chị. Cái này là màu cam. Kèm áo ống nha. Cái này là màu cam. Cái này là màu vàng, vàng nâu. Cái này là màu xanh của ban. Dồn đơn kìa. Như lấy hoa hả? Sáng lấy hoa đi. Hoa đỏ đó. À, còn mẫu như cho năng mặc còn một bộ mở xanh này ai lấy? Đưa em mở xanh. Như này. Như lấy hoa đỏ đó. Bộ như cho năng mặc có mở xanh đó. Ủa Hoàng Tượng là hồi nãy lấy rồi mà. Hoàng Tượng này, Hoàng Tượng này. Hoàng Tượng yêu đôi này. Lấy vàng xanh rồi. Đây. Rồi. Mẫu gì cho năng mặc có mã sang còn xếp này. Nhí lấy luôn không? Trời ơi, này đẹp lắm. Nhí ơi, này đẹp rất là đẹp. Sang nha. Ai lấy sang cho Kim Trang sang. Ok, rồi còn bộ gì cho năng mặc mà mã sang nha. Trời ơi, mẫu này sang lắm. Màu muối tiêu đó mấy chị, màu muối tiêu á. Biết màu muối tiêu không? Màu này đẹp lắm. Trời ơi, vải đẹp kinh khủng. Cái họa tiết này vải đẹp lắm. Rồi ai lấy chốt giùm em mẫu như cho năng mặc mà còn mã sang còn xét nha. Tình yêu là lấy hết lô luôn nha, 180.000. Đẹp chưa? Đó, ai lấy chốt nha, 180. Đẹp quá mấy chị, mẫu này đẹp lắm. Ờ lấy thôi mà. Đây rồi, rồi. Rồi ai lấy mẫu cho năng mặc mà sang còn bộ nha. 180.000. Còn một set thôi. 180. Ai lấy 180. Rồi đưa em vết đi. Vết, rêu. À. Rồi vết rêu còn bộ. Vết rêu tay ngắn còn set 150. Còn set bán 150 cho mấy chị. Rồi vết rêu 150 nha. Ai lấy vest riêu 150 em còn một bộ này. Tà xéo nha. Riêng cái vest này là tà xéo. Tình yêu là lấy chốt chùm Trang tà xéo ống bát. À lộn, vest ống bát tay ngắn riêu. Ai lấy riêu chốt chùm Trang riêu nha. Vest riêu tay ngắn 3 nút. Rồi 150. 150 vest riêu. Vest riêu 150. Ủa trụ đẹp mà mấy chị không lấy hả? Rồi vest nâu này còn bộ. Vest nâu ống bát còn bộ. Để em mặc cái cổ trụ đó vô cho mấy chị coi nha. Cái cổ trụ đó đẹp lắm. Mặc thôi đi đây. Ủa sơ mi này còn hả? Chứ không mới thầy có phải vô vụ đâu, bỏ đấy đó, thầy có cái đó. Sơ mi này đẹp nè mấy chị. Gì vậy? Vậy mang thôi, Nguyên thấy ủi mang lắm. Sơ mi xanh này đẹp nè, chị nào chưa có lấy nè. Vết riêu. Mang tự tiện đưa, lấy màu vàng với màu cam cho chị kìa. Ôi, ok chị. Chị vàng, chị cam. Ok chị nhá. Đóng bậc đẹp. Đưa đây ra nè. Ủa, nó kìa kìa.
chị mang lên được cái tình huống đó. Ủa cái sơ mi này vải đẹp lắm đấy chị. Rồi ai chưa có sơ mi này chốt giùm em nhé. Sơ mi xanh. Sơ mi xanh giùm em 175. Sơ mi xanh 175 nha. Sơ mi xanh 175 ngàn. Quần có lót không? Vải đâu có mỏng đâu lót chị. Vải von đâu mà lót. Trời ơi, cái hàng này mà lót mà chắc mặt chết luôn, khủng bố luôn. Đừng như đây. Trời ơi là trời. Đông xanh nè. Đông xanh con. Ai lấy sơ mi xanh đang mặc nhé. 175. 175 ngàn. Ok. Rồi còn 3 set này chị nào lấy hết lô nè. Sơ mi xanh dùm em nhé. Đây. Còn có bộ rồi. Hết rồi. Phương Huỳnh. Hết phép riêu. Khi lấy thì không ai lấy, khi một người lấy thì dành nhau. Sơ mi xanh da ni lông. Buôn chim. Ừ, mình bên con hả? Nhân lương bảo gì nên. Bị men mấy cái sơ mi đâu rồi? Sang nãy sang muối tiêu đâu nãy đâu thiết? Đưa vết dài đi đây. Con hai bộ lận. Con vết tay dài, đưa giùm em vết tay dài. Con đi đưa vết tay dài. Giờ thế nhá, Phương Huỳnh nữa. Này. Rồi có quần ống nhỏ, vết tay dài ống nhỏ này đẹp chưa? Hòa tiết xanh nhé. Ai lấy vết tay dài hòa tiết xanh chốt giùm em. Vết tay dài, trời ơi cổ vết tay dài nha mấy chị nha. Ồ cái này đẹp lắm nè mấy chị. Rồi em có màu xanh với màu kem ha. Ai lấy vết tay dài đi mấy màu kem đi, đưa cái màu này lên không thấy gì hết. Kem. Rồi ai lấy vest tay dài chốt giùm em nhé, quần ống nhỏ nha. Vest này là trang may quần ống nhỏ nha mấy chị nhé. Rồi ai lấy vest kem hoặc vest xanh chốt giùm em. Vest này bán 170 hả? 170 ngàn. Đẹp chưa này? Trời ơi, Jenny Lương lấy cái vest này mà qua mà bán này chị. Cái vest này đẹp lắm. Người ta thích mặc vest mà tay dài lắm luôn, mà quần ống nhỏ nha, đặc biệt là ống nhỏ. Đi lên cái quần đi. Vét tay dài, ống nhỏ giùm em. Ống vừa nha, không phải là ống rộng. 170. 170 cho Trang nha. Ai lấy vét tay dài chốt giùm em. Ok chị Phương Huỳnh nè. Hai màu cho Trang nha, vét tay dài, vét xanh. Xanh với kem. Hôm nay bán yếu với người ta. Tôi gọi nhiều đi em đi. Ở đó. Đi em cái hoa xả luôn nha. Hoa nhỏ nhiều. Hoa 4 màu. Hoa 4 màu. Rồi hoa này em sale cho mấy chị 135 ngàn nha. 58 ký đổ lại mặt vừa. Hoa nhí. Cái này là có rút hai tay hai bên nha. Đây là hoa rút hai tay bên. Đây, ai lấy chút giùm em hoa. Hoa tím. Hoa cam. Xe cái gì 135 ngàn nha. Chị nào mà form nhỏ. Chị nào mà nhỏ con á, mà form nhỏ thì mặc những cái bộ này cho em 58 kg đổ lại. Rồi hoa. Form quần lưng cao mấy chị nha. Rồi ai lấy hoa tím chút giùm em hoa tím 135 ngàn. 48, 55 ký đổ lại nha, 58 ký đổ lại. Hoa tím chút giùm em, hoa tím. Cổ vuông tay lỡ. Đưa giùm em đi, đưa giùm em màu đi. Hoa đẹp lắm mấy chị, form đẹp lắm. Rồi hoa đỏ này. Hoa đỏ này. Đẹp lắm nha, form này vải đẹp lắm luôn mấy chị. Cái này là 60. Cái này 58 ký đổ lại nha, 58 ký đổ lại. Ai mà form nhỏ nhỏ mặc những cái bộ này xem thì 135. Quần. Hoa đỏ, hoa tím giùm em.
Hôm quần này đẹp chưa mấy chị? Rồi 135 ngàn nha. Sơ mi xanh cho Nguyễn Trang, sơ mi xanh cho đang mặc. Ừ, đúng không? Rồi. Sơ mi xanh đây. Trang mong em đổi lại đầm vàng trắng lấy bộ xanh chị đang mặc được không? Trang mong lấy cái đầm ra lấy bộ xanh sơ mi đi. Sơ mi xanh nữa. Trang mong nữa rồi. Nguyễn Trang lấy sơ mi xanh chưa? Hả? Đang lấy. Nguyễn Trang chốt sơ mi xanh chưa? Đây này. Nhỏ cái này hả? Sơ mi xanh mà. Không. Nguyễn Trang này xanh nè. Bộ xanh này còn không? Cầm lấy à. Đấy tìm cho. Trang Mon á, Trang Mon lấy cái đầm vàng trắng ra. Vết tay dài da cho Jenny Lương kìa. Màu da Jenny Lương. Này Jenny Lương này. Đi mang cái vết hồng đi. Được không? Mày hóa chụp đẹp chụp mày không đẹp quá anh chị nào đi sao anh có à. Rồi chân lên cái vết hồng này nha, anh lên sẵn con bốn anh đục mãi chụp lên sẵn lên lên sẵn sẵn ngọt nha. Rồi lên vết hồng nha. Trời ơi vết hồng này vải đã lắm mấy chị. Em còn đồ của chị không em? Nó hôm qua xả ra rồi chị. Phượng Trao xả rồi chị ơi. Không còn vết fan đi về vết ở đâu nhất. Em đi đâu đi. Rồi lên trang vết hồng. Em đi ở dưới đó các. Trời ơi xinh chưa? Em nói rồi chẳng qua làm biến mặt thôi mấy chị. Chốt lấy cái vết này mặc lên sang lắm. Rồi ai lấy vết hồng chốt giùm em vết hồng nhé. Sao vậy em kìa? Rồi ai lấy vết hồng Trang đang mặc quần ống nhỏ nhé. 170 ngàn. Vết hồng 170. Trời ơi sang quá mấy chị. Vết hồng này cân xỉu luôn á. Rồi còn vết hoa xăng. Chị đi lưu vết hồng. Đây. Rồi vết xăng. Ai lấy vết xăng chút giùm em vết xăng nhé. Vết này mặc lên xăng lắm đấy chị. Vết này mặc lên rất là sang luôn. Rồi ai lấy vết sang chút cho em vết sang. Đó. Kèm số điện thoại. Được chưa? Cái gì đó không có mỏng như vậy. À cái gì nữa không nhiều á. Cái gì con lại buồn. Cái gì con lại buồn. Rồi vết chân em. Rồi không cho nó bỏ cái nó lướng kìa. Cô lại trong bộ vẹt không cho lại. Đây, vẹt không không lại. Đi cái nó lướng. Rồi vết Chanel, trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Cái này mà không mua còn thôi luôn á. Vết Chanel em. Vết Chanel nhá, trời ơi đẹp quá. Vết Chanel cho em, trời cái hồng cưng quá à. Em đưa lên mấy chị không chịu chọn thấy không. Em thấy đẹp em mới mặc vô cho mấy chị coi. Rồi ai lấy vết Chanel chốt giùm em nha. Vết Chanel đẹp chưa? Đó. Chanel mặc sang lắm. Vải này đẹp nha, vải mới. Rồi ai lấy vết Chanel chốt giùm em vết Chanel. Chia sẻ like lên cho em đi mấy chị. Ai lấy vết Chanel chốt giùm em vết Chanel nha. Rồi vết LV này, nhí nhí này, LV nhí này. Vết LV nhí này. Đó, ai lấy chốt LV nhí nha. Rồi qua mẫu luôn. À cái sơ mi phông rộng nó còn có 1 bộ hả? Ừ. Sơ mi phông rộng này còn có 1 bộ này. 150 ngàn giùm em nhé. Sơ mi chữ Paris còn có 1 bộ. Gia đình Lương lấy không để cho chị. Còn có 1 bộ thôi. Con 2 nè. Sơ mi phông rộng nhé. Mình 1m59 53 ký kháng chi bao đẹp chị. Mặc tất cả nhà em. Sang Minh Tuyết. Minh Tuyết có lại số điện thoại nha. Đâu hôm qua đi rồi nha chị. Reship luôn rồi đó. Đêm qua cọc đi. Rồi sơ mi phong rộng này Paris. Bỏ áo quần nha. Bỏ hoài cũng được. Ai lấy sơ mi phong rộng Paris chữ Paris cho em. Còn 1 set 150.
Còn một set thôi 150. Sơ mi phong rộng 150 cho em. Mẫu này đẹp lắm nha. Sơ mi phong rộng 150 đưa cho. Paris. Rồi còn hai mẫu chữ B. Sơ mi phong rộng luôn 150 luôn. Còn hai bộ chữ B đen. Sơ mi phong rộng nha mấy chị nhá. Sơ mi phong rộng chữ B đen 150. Ai lấy B đen 150 chốt giùm em. B đen, B đen. Đưa tà xéo đi. Rồi chắc mặc cái bộ này vô nha. Mặc cái bộ này vô cho mấy chị. Đang mặc màu xám. Sang chứ sang, sang. Không có xám đâu chị, sang nha. Sang á. Đợi em xíu nha mấy chị, đi đưa hàng. Tuyết ơi, cái mã sang là không có xám nha, có sang nha, sang ở này nè đó. Minh Tuyết, à, thấy không đó? Đơn hôm qua gửi rồi nha chị Minh Tuyết nha, cái điện thoại nhận giùm em nha chị. Đó. Đơn hôm qua lại phi ship cho chị luôn rồi á. Minh Tuyết có lấy bộ này không? Lấy thì ok nha. Đen cho càng kiêng. Đen ở này hả? Càng kiêng lấy cái này đúng không chị? Đây. B đen. Càng kiêng B đen á. Còn hai xếp đi. Rồi. Bỏ chị B đen chị đi. B đen còn hai xếp chị lấy luôn giùm em luôn đi chị ơi. Còn hai xếp nè, lấy cho em hết hàng luôn nha. Cưng cho chị xạ bộ tay cánh tiên. Phương Huỳnh, cái đâu Phương Huỳnh đâu rồi? Đây. Xạ cái bộ tay cánh tiên ra. Màu em đang mặc hết rồi, còn có một bộ à. Vết đeo kem cho Phương Huỳnh. Màu em đang mặc là cùng ống bá tay cánh tiên. Mà sao kem tiếng đấy con ta xéo. Ta xéo. Nhưng mà màu đỏ em hết rồi, còn có đeo kem. Đeo kem Phương Huỳnh kìa, nè. Đó. Ta xéo đỏ này ai lấy nè. Có vô lại không biết. Thôi tắt like luôn nha. Em tắt like luôn nha mấy chị. Cái kia nó bị văng ra mất tiêu rồi. Nên cuộn đơn lại đi Trang ơi. Mai like tiếp. Mai lên like đó được rồi. Em bị văng rồi mấy chị. Càng kia xả đen ra kìa.